Ready to pair. Chào cô Phượng. Chào cô Ngọc Lan. Chào cô Quỳnh Mai. Chào Khánh Vy, chào cô Tây Tiền Giang. Ở đời trọng mẹ trọng cha cụ quyền thất tổ ông bà trầm hương hiếu lành Phật Phật thương ở anh hiền đức Tây Phương mới về đẹp lắm tốt xấu không chê nhớ lời Phật dặn chơi thề bỏ đi nghèo giàu không được khinh khi làm những việc gì cũng nghĩ nghĩa nhân Phật khuyên ba tánh chốn trần trì kinh giải thoát nghiệp trần khỏi mê không ham danh lợi bạc vàng thọ trì tu sửa bình an gia sáng hoàng tiếng kể chiều kinh nửa đêm thâm tịnh thiền hương an nhàn
Phật trời hộ độ gia can, khắp trong lệ thứ vinh vàng mà tu. Hiền lương giải thoát ngục tù, khổ sâu tội lỗi nhờ tu thoát nạn. Chữ tu giải nghĩa rõ ràng, mười điều giới cấm vinh vàng sẽ qua. Chào Nguyễn Thanh, chào Thảo Trang, chào cô Tám Kiếm Tường. Một là trọng mẹ kính cha, cố quyền thất tổ ông bà phải lo. Hai là đừng có nhỏ to, sân si cãi giả đừng cho vào lòng. Ba là tình nghĩa vợ chồng, phu thế hòa hiệp hết lòng đỡ nắng. Bốn là buôn bán đồng cân, không nghiêng không ngửa không cần bớt thêm. Năm là phải ráng mà tìm, lời vàng tiếng ngọc Phật trời tỏa phân. Sáu là thương nước đi mến dân, dâm mô tụ sắc ở trần bỏ đi. Bảy là làm những điều chi, tình nên gian dối từ bi mới thành. Tám là bỏ diệt sát sanh, muôn loài muôn vật tu nằm không nết. Chín là kính trọng người trên, trả ơn trả nghĩa đáp đền ơn sâu. Mười là đảnh lễ dòng cầu, tham lam bỏ hết dập đầu quy y. Lòng vọng tưởng hoàng thiên hậu thổ, lễ dâm cầu giác ngộ tập tu. Từ lâu con đã mê mộ Phật trời dạy dỗ giữ tu thoát nạn. Đầu cuối lại ngọc hoàng thượng đế, đức cha hiền chính bể xót thương. Thân con là lối lầm đường, ngày nay con lại phụ dưỡng khoan lòng. Chào Ngân Linh, chào Tiền Nguyễn, chào Kiếp Định. Cha nữ chốn đền trọng gấm dốc, con dập đầu khóc lại gian sinh. Cho con trở lại thiên đình, cận kề cha mẹ quái linh nhiệm màu. Nay khắp chốn năm châu lo lắng, sợ đời tàn như rắn mất đầu. Cha hiền ngự ở nơi đâu, có nghe con lại con cầu hay không? Giờ đâm lệ khóc ròng lo lắng, nhớ những điều cha dặn mẹ khuyên. Dạy con nhân đức làm hiền, giữ sao trọn nghĩa đạo tiên trao dồi.
Lắm qua hỏi nổi trôi thi thể, con lại cầu khóc kể với cha. Hạ màn dứt hỏi lắm qua của con trở lại canh tòa cung quy. Đầu cuối lại yêu kỳ Phật màu, xin mẹ hiền thiết lậu quyền cơ. Chúng con đêm đợi ngày chờ, mẹ hiền thân tỏa thiên cơ lậu trình. Cho con biết thiên định lập hồi, phân sự người mắc tội trần gian. Dập đầu lại đức mẫu hoàng, cho con thi tử qua tràng này đi. Nếu không sẽ tru di hồn xác, ngày xưa con gây ác quá nhiều, gây ra hậu quả đủ điều. Cầu mong Phật mẫu dắt nhiều con thơ. Chào cô Yến, chào cô Loan Bến Tre, chào Hồng Ngọc. Chào Phùng Thảo. Nay đã mở luật trời phân sự, con học tốt thi cử đàng hoàng. Hết đời trở lại tiên bang, cuối sinh đại đức mẫu hoàng chứng minh. Hôm nay tiếng rè quá, sáng nay 4 giờ khuya thức dậy sớm, gần 5 giờ lên xe đi từ chùa Minh Duyên về đến Bình Dương của thành phố Tân Nguyên để tham dự buổi lễ khánh thành Tịnh Xá An Lạc, cũng như mừng ngày khánh đản Phật đản của huyện Bắc Tân Nguyên, Tịnh Xá An Lạc do Hòa Thượng Thiền Sư An Lạc Hạnh làm việc chủ. Ngài có nói trong cái báo cáo Phật sự là ngày nằm mộng, ngày thấy có người mách bảo tại cái vùng đất đó nên cách một ngôi chùa thờ Phật Di Lạc, cho nên ngài đã mua lại cái mảnh đất đó và xây dựng lên cái Tịnh Xá An Lạc để cho quý ni chúng tu hành. Rồi mình lần đầu tiên thì Huệ Nhẫn bước chân đến đó, rồi thưa quý vị là Lộc cảm thấy rất là an lạc, như cái tên Tịnh Xá của Hòa Thượng đặt. Hòa Thượng Thiền Sư An Lạc Hạnh á, là trụ trì Tịnh Xá Liên Hoa, cũng cách ở đó gần 50 cây số. Cho nên á, đến cái Tịnh Xá mới của quý sư cô tu hành, mình cảm thấy rất là an lạc. Và trong thời gian qua thì quý vị cũng theo dõi trên trang mạng, quý vị biết được có một nhà sư giới phẩm là Hòa Thượng, một nhà sư thất sĩ. Ngài không có cái tinh thần là phân biệt tôn giáo, ngài quý trọng Phật Địa Mẫu, cho nên á, có nhiều bài giảng về tâm linh á,
ngày tán dương Đức Phật Mẫu Diêu Trì là mẹ của chúng ta. Thế cho nên chúng ta cũng rất là vinh hạnh khi có một vị thiền sư, một vị hòa thượng ở cái tuổi hơn 80 mà có một cái khoảng thời gian rất dài để nghiên cứu về đạo mẫu Việt Nam, nghiên cứu về Phật Địa Mẫu, đến với tịnh xá An Lạc. Hòa thượng có thiết lập một cái tầng trệt của tịnh xá về cội nguồn tổ quốc, ngày cho đắp lại những cái vị danh nhân, những vị có công với tổ quốc, nhất là 18 vị vua hùng và những người đã có công với đất nước mình. Ngài làm rất là trang nghiêm, cũng có thờ quốc mẫu Âu Cơ. Ngài đặc biệt trong cái khuôn viên đó, Ngài cũng bày ra một số tượng thiên mẫu, địa mẫu. Cho nên khi mà đến đó, chúng ta thấy như là chúng ta được trở lại một mấy ngôi nhà của mình mà lâu lắm rồi mình mải mê vui chơi, mình lạc mất cái đường xưa lối cũ. Bây giờ mình được trở về, cho nên mình cảm thấy lòng của mình hân hoan và rất là vui vẻ. Chào Đô La Dương, chào Tử Đằng, chào Hằng Nguyễn. Cho nên là có dịp thì bà con Phật tử của mình, linh tử của mình có dịp về Bình Dương, ở thành phố Tân Nguyên, chúng ta sẽ tìm về tịnh xá Liên Hoa cũng như là tịnh xá An Lạc để chúng ta gặp Hòa Thượng Thiền Sư An Lạc Hạnh. Hòa Thượng thật ra cái pháp danh của Ngài là Hòa Thượng Thích Giác Sự, trong tăng đoàn của hệ phái Cất Sĩ. Nhưng mà bà con mình cũng luôn quen gọi Ngài là Thiền Sư An Lạc Hạnh. Cho nên ngày hôm nay thì Huệ nhận thức dậy sớm, đi sớm và rất là vinh dự khi đại diện cho tăng ni ở núi Vinh được về tham dự cái buổi lễ khánh thành, được đông đảo chư tôn giáo phẩm, hội đồng chứng minh, hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như quý ngài ở ban trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương, các huyện thị của Bình Dương và cũng hơn 20 vị ở núi Vinh này về tham dự. Thầy chào Mai Trần. Cái vinh hạnh ở đây là mình được trở về thăm tỉnh xá, thăm một nhà sư mà đồng cảm với mình. Hòa Thượng Thiền Sư rất có duyên với Phật Mẫu, cho nên cũng có thể rằng là mình vinh hạnh được trở về ngôi nhà xưa cũ của mình. Và đó là một cái điều hết sức là trân quý. Huệ Nhẫn cũng bỡ ngỡ, chứ thật ra mà nếu Huệ Nhẫn biết trước nó vui như vậy thì mấy ngày trước Huệ Nhẫn cũng sẽ tổ chức một cái xe đông đông cho bà con Phật tử mình đi cho biết. Cho nên là hy vọng có cái dịp nào đó thì thầy trò huynh đệ chúng ta có dịp về thăm Hòa Thượng Thiền Sư, chúng ta dự kiến ngày cũng hy vọng là điều đó. Chào Quốc Đạt. Nên hôm nay bận biểu nhiều công việc, rồi về từ chiều giờ ở khu vực núi Vinh cúp điện hoài.
Từ tối tới giờ cấp điện mấy quận mới có điện. Trời nóng oi bức mà điện thì cấp tới thôi. Cho nên lên lấy chim cũng rất là kể. Thêm một cái tin vui nữa là nghe tin chùa Minh Viên ngày 9 tháng 4 cúng Phật đản và phát quà cho người nghèo, cho hội viên chữ thập đỏ chùa Minh Viên, dự kiến là phát 200 phần. Chiều nay thì hồi suy nghĩ, hội viên của chữ thập đỏ chùa Minh Viên là trên 400. Nếu mình phát 200 phần quà thì người có người không thì cũng kiện cáo lung tung. Cho nên hồi nãy Huệ Nhẫn có điện lên cô Lễ Thu cũng trình bày là Huệ Nhẫn muốn là trong cái lễ Phật đản năm nay là mình tổ chức phát quà cho bà con nghèo luôn. Cho nên thì cô Lễ Thu cũng phát tâm ủng hộ thêm 200 thùng mì nữa. Cho nên Huệ Nhẫn cũng tiếp tục vận động tiếp để mình làm cho thêm 200 phần quà nữa cho được 400. Ngày 9 tháng 4 mình sẽ phát 400 phần quà đến cái hội viên chữ thập đỏ Minh Viên để mình làm xong cái nhiệm vụ trong cái tháng 4 này. Chào cô Bích Liên chợ gạo. Chào cô Liên chợ gạo. Nên là mọi người cũng tranh thủ thời gian của mình vào ngày 8, 9 tháng 4 âm lịch về lại chùa Minh Viên để tham dự đại lễ Phật đản. Ngày 8 tháng 4 thì nếu như cô bác Phật tử mình có cúng mẫu thì vui lòng cúng sớm một chút, nhất là đoàn của cô bác Chính Tường á. Thì năm nay Huệ Nhẫn cũng tha thiết để mời cô Tám với bà con Kiến Tường về để phát tâm nấu những món ngon để đãi cho chư Tôn Đức và quý Phật tử. Thì buổi chiều 18 đó là chắc cũng có một số ít Phật tử, cũng khoảng 5-30 khách vậy đó. Cho nên mình cũng đãi bữa cơm chiều tối nấu cháo. Rồi sáng 9 thì chắc cũng có một chút gì đó ăn sáng. Xong rồi bữa trưa mình nấu trai tăng 30 vị sư, rồi khoảng 300 khách. Năm nay chắc dự kiến khoảng chừng 300 khách là nhiều chứ không có nhiều nữa. Cho nên cũng nhờ cô Tám về sớm, cô Tám về sớm để chuẩn bị buổi chiều nấu ít mâm cơm trước là cúng chư vị của quyền Thất Tổ, các vị hương linh trong linh thờ tự trong chùa Minh Viên, Minh Gia, rồi cũng đãi bữa cơm chiều cho bà con về sớm, mấy đoàn về sớm được dùng cơm chiều. Rồi qua sáng 9 rồi mới chánh, sáng 9 khoảng 300 khách với 30 sư đãi bữa cơm trưa thôi. Rồi trưa 11 giờ 12 giờ xong xuôi ai về nhà đó. Năm nay mình làm cũng gọn gọn. Còn riêng cô Tây thì cô Tây Tiền Giang thì sắp xếp bữa ngồi trước bữa 8 hoặc là bữa 8 về cho sớm. Rồi cắm qua cái lễ đài Phật đản thì cũng làm gọn gọn thôi. Bà con ở Tiền Giang của mình ai có phát tâm ủng hộ còn qua trái để cúng Phật thì liên lạc với cô Tây Tiền Giang. Cô Tây Tiền Giang sẽ chịu trách nhiệm cắm hoa, trái cây, dâng cúng. Nếu mà có chỗ cô Tây mà vận động không đủ á, cần cái gì thì nhắn tin cho thầy để thầy phụ thêm. Còn bà con Phật tử Hàm Tân á thì liên lạc với cô Tài
Năm nay được sự phát tâm của cô Kim Định với Phật tử, với cô Tâm Phúc, với chùa Minh Đức ủng hộ là 3 chiếc xe cho Phật tử hành tân được miễn phí tiền xe. Cho nên ở hành tân, bà con hành tân liên lạc với cô Tài, bao nhiêu người cũng được, thiếu thì thầy sẽ tiếp thêm cho bà con hành tân về lại chùa Minh Viên để tham dự lễ Phật đản. Dạ chào cô Thúy, chào Văn Long, chào Nguyễn Ngọc. Bà con hàm tân của mình thì theo thầy trên dưới cũng là 20 mấy năm rồi, 20 mấy lần về dự Phật đản. Mà năm nay thì từ hôm trước Tết tới giờ là làm ăn không có được, tại vì bà con đó là đi hàm tân sống vào cái nghề biển, mà thứ nhất là dịch bệnh, thứ hai là gió, cho nên là từ trước Tết tới nay là không có đi làm được cái chuyến nào hết, cho nên cuộc sống rất là khó khăn. Bà con cũng tâm sự, cũng muốn về chùa Minh Viên để dự lễ Phật đản. Mà năm nay á, kinh tế khó khăn quá. Thấy vậy thì cô Tâm Phúc ở chùa Minh Đức ủng hộ cho một chiếc xe, rồi một Phật tử Ba La Mật ủng hộ một chiếc xe, rồi cô Kim Định đệ tử của trên cô Tám Kiến Tường á ủng hộ một chiếc xe, rồi bà con Phật tử ở Hàm Tân cũng mấy người quen ủng hộ chiếc xe. Như vậy thì Hàm Tân có được 4 chiếc xe, là 120 người. Nếu mà bà con còn đi nữa thì cứ cho hai, thầy sắp xếp để cho bà con về dự lễ Phật đản. Đâu có biết được, cái giống như lúc trước quý vị thấy đó, 2 năm trời dịch bệnh là đâu có lễ nào về được. Lúc đó mình muốn đi cũng không được. Thôi thì bây giờ mình rảnh được lúc nào mình đi thì mình nên đi. Còn thầy cũng khuyến khích như thế này, giờ này cuộc sống khó khăn lắm, kinh tế khó khăn nhiều, Phật tử mình phải bươn chải kiếm từng đồng từng cách năng lộn với cuộc sống này. Bên cạnh đó thì cũng cha thương mẹ giúp, Phật trời phù hộ. Nếu mà ai mà làm được, có được một chút thì chia sẻ cho những người bất hạnh hơn mình. Mình trong cuộc sống của mình lo kiếm tiền, không có thời gian đi chùa, thì trong cái dịp này bà con muốn đi chùa mà không có kinh tế, mình có kinh tế thì mình bao một chiếc xe đi, bao một chiếc xe 30 người đi miễn phí, thì mình cũng được 30 cái phần công đức đó, giống như mình đi chùa 30 lần. Cho nên thầy cũng khuyến khích, thôi cái chuyện cúng dường có thì cúng, không có thì thôi, trong khả năng của mình làm được việc gì có ích thì mình làm, tạo được cái phước gì mình tạo. Lên tỉnh xá an lạc, mà thầy nhìn hòa thượng thiền sư an lạc hạnh, rồi nhìn cái khung cảnh của cái tỉnh xá, hai hàng nước mắt mình nó rơi, lòng nó buồn ảo nuột. Mình nghĩ là mình thiếu cái phước, thiếu cái đức, thiếu cái tài. Hòa thượng cũng vì tôn kính mẹ, hòa thượng tìm hiểu về mẹ, hòa thượng cũng thờ mẹ. Đến ngày hôm nay hòa thượng mới gặt hái được một cái thành công, một cái tịnh xá uy nghi. Còn mình thì cũng được vài chục năm, nhưng mà cái phước của mình chưa có đủ. Mình cách cái ngôi chùa tạm bợ như vậy mà còn hụt lên hụt xuống. Nguyên cái chùa của mình cũng bằng cây cột của chùa của hòa thượng. Hòa thượng cắt cái chùa 30 mấy tỷ, còn mình 30 cái chùa của mình còn chưa được bằng cái của hòa thượng. Nhưng mà mình nghĩ như vậy, mình buồn đây là buồn cho cái thân phận mình, nhưng mà cái đó cũng là cái khích lệ để mình siêng tu. Mình phải ráng tu, ráng sửa, ráng học, rồi đến một ngày nào đó mình được cái phước như hòa thượng,
thì mình cũng làm được lợi ích cho mọi người. Thôi thì theo cái lời dạy của trưởng lão hòa thượng Thích Minh Thông, hòa thượng dạy rằng người xây dựng cái chùa để lại đời 100 năm cũng không bằng người tiếp độ quá độ cho người tu hành 100 năm. Thế cho nên nếu có người tu 100 năm chắc chắn sẽ cất được nhiều ngôi chùa như vậy. Cho nên mình cũng phải ráng cố gắng, mình chí quyết mình tu, mình độ cho người khác tu, cho chúng sanh tu, cho Phật tử tu, thì người cất cái chùa để lại 100 năm cũng hỏng bằng cái phước của người độ cho người khác tu 100 năm. Thế cho nên thôi kệ, chùa cao Phật lớn cũng vậy, chùa nhỏ Phật nhỏ cũng ráng cố gắng. Cho nên là quý Phật tử mình cũng nghĩ là ví dụ chùa cao Phật lớn thì vị đó đại phước báo, còn chùa nhỏ Phật nhỏ thì thôi, thì cố gắng, thầy đó chưa có phước bằng, mình cũng ráng cố gắng mà tu, từ từ phước mình nó cũng lớn, rồi mình sẽ thực hiện cái ước mơ lớn, phải không ạ? Bây giờ chỗ cô Thúy đó, bây giờ mình cắt cái điện nhỏ nhỏ, nhìn thấy cái điện nhà cô Thúy đó, rất là nhỏ nhỏ nhưng mà rất là trang nghiêm, rất là trang nghiêm mà thờ đầy đủ, không có dội buồn. 1-2 năm sau, cha mẹ mở cửa kho ban lộc, ban tài cô Thúy, có một cái miếng đất rộng, thiệt rộng, cất lên một cái điện to lớn, thiệt là to lớn. Lúc đó huynh đệ về đâu có chỗ lễ. Bây giờ cái điện nó nhỏ, nó chặt, tại vì bây giờ huynh đệ mình còn ít, mai mốt huynh đệ nó đông, tự động là cha mẹ về trên sẽ sắp đặt cho mình có cái điện lớn hơn. Quan trọng là bây giờ cái tấm lòng của mình rộng lớn, cái sự tu học của mình phát nguyện rộng lớn, thấy không? Tấm lòng của mình rộng lớn thì chắc chắn cái chùa trong tâm của mình rộng lớn. Chảo cô Tám kiến tường bây giờ cũng còn chặt chội, nhưng mà thờ phượng cha mẹ rất là trang nghiêm, ngày đêm phụng lễ cha mẹ. Đó là cái phận sự của mình, cái nhiệm vụ để mình thay mẹ mình tiếp độ cho bàn lân bá tánh. Mai mốt Phật tử linh tử về đông, tự động mẹ sẽ an bài mình sẽ có một cái điện quy nga rộng lớn, huynh đệ về đông nữa. Bởi vì trong đạo mình có cái câu đó, một con vỗ cánh cả đàn bay theo. Cái người mà mình làm đạo, cái người dẫn đạo mà có cái tâm hồn rộng lớn, cái lòng từ bi bác ái, tự động cha mẹ xui khiến cho những người thân yêu của mình ở nhiều đời nhiều kiếp người ta tìm về với mình, tự động rồi á là cái phe cái phái của mình nó rộng lên, nó nhiều lên, phải không? Huynh đệ đồng học đồng tu của mình sẽ đông lên. Cho nên ở đây á, nguyện nhẫn mừng lắm, huynh đệ chị em nào mà lập được cái điện, lập được cái bàn thờ, lập được một cái trang thờ mẹ thờ cha, thờ các cung các cõi, lòng nguyện nhẫn quan hỷ lắm. Không có việc gì thôi, có việc mọi người cứ lên tiếng là nguyện nhẫn sẵn sàng tới liền. Trừ trường hợp nguyện nhẫn có cái Phật sự khác thì Phật sự nguyện nhẫn từ chối, nhưng nhất định nguyện nhẫn sẽ đến để ủng hộ, đến để trợ duyên và đến để mừng cho huynh đệ Phật tử đó. Ai làm được cái gì cũng mừng, làm lớn mình mừng lớn, làm nhỏ mình mừng nhỏ, mừng hết, mừng tất cả. Nhưng đặc biệt rằng cái chùa trong tâm của mình phải nhất định phải rộng lớn. Chùa ở ngoài có thể nhỏ bé,
Nhưng chùa trong tâm của mình chắc chắn là phải rộng lớn. Vì cái người mà có cái chùa trong tâm rộng lớn, cái người đó làm đạo hay lắm. Cái người mà trong tâm người ta mở rộng ra, người ta quên cái giận này, quên cái hờn, quên cái tôi, quên cái bản ngã, người ta sống hòa đồng, tự động là cái chùa trong tâm của người ta ngày càng nới rộng ra. Chứ còn nếu mà mình tu mà mình để cái tâm hồn của mình nó nhỏ hẹp lại, dù cho mình cất cái chùa một mẫu đất, 10 mẫu đất cũng chẳng ai tới. Lúc đó cái chùa hiện tại nó ngày càng khép lại, nó điêu tàn, nó mục rữa. Chỉ có cái chùa trong tâm mà rộng mở ra thì nó chan chứa được nhiều cái tình thương, nó mới phát sinh. Giống như cô Khánh Quy ước nguyện nhiều, được thì trong cuộc đời cái này nè, trong cuộc sống của mình ai cũng có quyền khao khát, ai cũng có quyền mơ ước. Nhưng cái mơ ước lợi ích cho chúng sinh, cái mơ ước lợi ích cho cộng đồng, và cái mơ ước cho gia đình của mình, mơ ước cho bản thân mình, nó có nhiều cái mơ ước. Người mà càng mơ ước cho bản thân mình, người đó cũng còn dương cái khổ. Rồi người mơ ước cho gia đình, người đó càng khổ nhiều hơn, càng khóc nhiều hơn, càng tủi hờn nhiều hơn. Mà người mơ ước cho chúng sinh, mơ ước cho cộng đồng, người ta vui khổ một chút xíu, rồi từ từ ngày qua tháng lại, người ta sẽ gặt hái được nhiều cái phước báo, tự động lòng của người ta nở như hoa. Lúc đó có gian nan, có cực khổ thì người ta cũng vượt qua. Tại vì sao? Khi mình đã phát nguyện mình tu rồi á, mình thờ mẹ rồi á, mình phát nguyện mình thờ Phật rồi á, thì những cái quan gia trái chủ, những cái hận thù của bao đời kiếp ở dưới á, người ta mới nói rằng á, kẻ thù của mình á, bây giờ đã biết tu rồi, thì những người lãnh đạo ở dưới á, người ta mới thả những cái quan hồn, những cái quạnh tử, những cái quan gia trái chủ ta lên trần gian. Người ta lôi kéo cái người tu đó, coi á, người ta có vững lòng hay không. Những vị mà cai quản những cái linh hồn, những cái quan gia trái chủ, người ta nói á, cái người hận thù của tụi bay á, bây giờ đi tu rồi, biết tu rồi, biết sửa. Bây giờ một á, là tụi bay để cho người ta niệm Phật, người ta tụng kinh, người ta làm những việc thiện để ta siêu độ những quan gia trái chủ của tụi bay, để tụi bay siêu thoát. Hay là bây giờ tụi bay cứ lên trần gian để lôi kéo đi, lôi kéo người ta còn tu là tốt, mà người ta xa ngã thì tụi bay trả là những cái hận thù. Thế cho nên tại sao những người tu nó hay gặp nhiều cái kiếp nạn, người tu gặp rất là nhiều cái quan trái? Bởi vì cái người mà tu, người ta muốn trả nghiệp cho nó xong. Bây giờ cuộc sống đang yên, an yên trong gia đình hạnh phúc, tự nhiên cái bà vợ muốn tu, gia đình vợ chồng đang viên mãn, cái tự nhiên cái ông chồng muốn tu, bà vợ về bà nói anh ơi anh, em muốn thờ mẹ, cho em thỉnh tiền, cho em một chút đỉnh, em thỉnh mẹ về em thờ. Rồi thỉnh mẹ phải tốn tiền, y áo mão phải tốn tiền, rồi phải sửa lại bàn thờ, phải quét vôi sơn nước trang hoàng, phải bắt điện bắt hào quang tốn tiền. Ông chồng cũng thương thì ông nói thôi kệ, vợ mình xin tiền tốn tiền để thờ ông bà có phước, chứ đâu có thờ bạc, đâu có số đề, đâu có làm xấu cho xã hội. Ông chồng mà biết suy nghĩ như vậy thì vợ chồng đồng lòng cùng tu. Mặc dù từ ngày rước mẹ về á, gia đình nó hơi lộn xộn một chút,
nó có nhiều việc xảy ra một chút, nhưng mà nếu mà chúng ta chí quyết, chúng ta chí thành một cái thời gian rất là ngắn, chúng ta sẽ gặp những cái thuận duyên tốt, và những cái điều tệ hại từ từ nó lãng tránh, nó quên, nó không còn nữa. Tại vì lúc đó những cái quan gia trái chủ của mình á, người ta trở về, ta thưa lại, bây giờ những cái cù nhân của tôi, bây giờ ta tu rồi, vợ chồng người ta tu rồi, cho nên thôi tôi không trả thù nữa, tôi đi đầu thai, tôi không chờ. Chứ thật ra những cái quan hò muộn tử, những cái quan gia trái chủ, người ta cứ ngồi với người ta chờ hoài, ta chờ đến ta xuống ta đòi cái nợ của người đã gieo. Mà bây giờ cái người thiếu nợ ta tu rồi, thế cho nên nó gặp những cái quan cái chút xíu. Rồi cũng vậy, cái người tu bây giờ ta lập cái điện, lập cái đền, người ta than, ta nói tại sao cũng đi tu một lượt, nhưng mà một người sao đệ tử nhiều quá, một người thì huynh đệ chặt nhà chặt điện, tới ngày lễ cúng 18, mùng 8, 28 đông quá đông. Còn mình cũng lập điện thờ, thờ mẹ, thờ cha, mà sao không ai tới tụng kinh với mình, kêu gọi từ thiện không ai giúp, hàng ngày tụng kinh không có ai đồng tu với mình trách. Không phải, tại vì kiếp trước mình tu đơn lẻ, mình không biết bố thí, mình không biết phóng sanh. Mình phóng sanh á, mình cầu nguyện cho những cái loài thú vật này, thôi tôi trả cho các người trở về thiên nhiên, trả cho các người trở về cái vùng trời của các người. Nhưng mà nhớ nè, kiếp này mình là thú vật, nếu mà hết kiếp này mà có quá kiếp sanh á, ráng tu, ráng niệm Phật, kiếp sau để trở thành người, chúng ta lại là người một nhà. Thì những cái loài động vật, thú vật mà mình phóng sanh á, người ta tu á, ta chuyển kiếp trở lại thành con người, người ta tìm tới mình vì mình là người ơn của họ, cho nên người ta mới nhận lại bà con. Rồi nhiều đời nhiều kiếp á, mình làm thiện, mình giúp đỡ cho người ta bát gạo, đồng tiền hay là vật thực, thức ăn, vật uống. Kiếp này người ta nhớ lại cái ơn xưa, cho nên ta thấy mình, ta có duyên. Nhiều đời nhiều kiếp cái người này sao quen, người mà gặp nhau có một lần, thật ra trong cuộc đời mấy chục năm đâu có gặp, mà gặp có một lần người ta quý, người ta mến. Ta nói ủa cái người này làm như gặp ở đâu, gặp ở tiền kiếp, gặp ở nhiều kiếp trước, cho nên người ta cảm thấy thân quen lắm. Cho nên là mình đã gieo những cái phước lành, những cái điều thiện, cho nên ngày nay mình được huynh đệ nhiều, đông. Đông nhiều không phải mình vui mừng là cái gì, mình tự phụ, mà là đường tu mình có bạn, có huynh đệ đông, nó vui, nó ham tu, nó là như vậy thôi. Còn nếu như mình lập viện thờ phụng mà mình ít bạn, ít người đồng tu, mình cũng không giỏi buồn. Nhiều khi mình không có gieo có quan trái, mình không có mắc nợ, cho nên kiếp này mình cũng không cần gặp nhau để mình trả, cho nên mình cũng phải vui thôi. Mình cố gắng mình tu, còn mình muốn cho có bạn nhiều á, thì mình ráng mở cái chùa, cái tâm mình mở rộng ra, mở cái tâm, cái chùa tâm của mình thật là rộng ra, để mình tiếp nhận những cái điều tốt, tiếp nhận những cái điều xấu, tiếp nhận những cái thuận duyên, và tiếp nhận luôn những cái nghịch cảnh. Dù thế nào mình cũng đương đầu trước bảo dữ, thì lúc đó mình sẽ có được những người bạn rất nhiều, những người bạn đồng tu. Cũng vậy, nhiều khi mình có bạn nhiều, nhưng mà khi mình gặp thì ban đầu mình vui vẻ, tại vì mình tạo cái duyên ít quá, cái mình gặp mình vui vẻ, mình gặp nhau. Nhưng mình tu học một thời gian ngắn lắm, tự nhiên cái mình không có còn tình cảm với người đó nữa, tại vì mình gieo cái nghiệp thiện với người đó ít quá, cái phước người đó ít quá. Bắt đầu thì mình gặp lại được một thời gian rất ngắn, cái mình chia ra phe này, mình chia ra phe kia, phe này nói xấu bên kia,
bên kia nói xấu bên nọ, hai bên chọn nhau. Rồi cái đường tu mình phải chia năm xẻ bảy, mình làm cho nó, cái hội chúng đó, nó xáo trộn lên, nó không còn thuận thảo như xưa. Cái đó cũng là một cái nghiệp lực của mình. Và mình cũng một lần nữa, mình mở rộng cái chùa trong tâm của mình ra. Mình muốn cho nó thuận lợi hết thì mình phải mở cái lòng của mình ra. Cái người làm lãnh đạo mình phải sáng suốt, mình phải phân biệt cái nào đúng, cái nào sai. Huynh đệ nào sai thì mình phải cắt nghĩa, mình phân cạn, rồi mình dìu dắt. Huynh đệ nào lỡ cái trượt chân, mình phải nắm chặt tay, mình kéo trở lại. Mà lỡ có ngã rồi, mình ráng, mình cố gắng, mình ngã theo, rồi mình lờm khờm, mình bò dậy. Chứ đừng có thấy người ta ngã, rồi tiện tay, tiện chân, mình đạp một cái cho người ta văng luôn. Thì kiếp sau, đời sau hoặc những ngày sau, mình trở thành người cù hận với nhau, nhìn mặt nhau, nó khó lắm. Mình tụng kinh, mình lễ mẹ, mà trong tâm mình sân hận, giận hờn. Bây giờ mình đến với chùa, với điện, mà huynh đệ mình nhìn nhau cái mặt lớn, mặt nhỏ, thì mình thấy quý vị thấy có phước không quý vị? Không có phước, mình mất cái phước, mình cứ hơn thua, mình ganh tị. Nhưng thật ra là mình hơn thua cái gì, mình ganh cái tị cái gì, mình cũng không biết. Trong cuộc đời này, trong xã hội này, mình đã tranh đua bao nhiêu năm rồi. Quyền, chức, danh, lợi, phú quý giàu sang, nghèo cùng, bệnh tật, tất cả mình đã trải qua. Bây giờ mình đã trở về với mẹ, mình quyết lòng mình theo mẹ, quyết lòng mình quy y Phật Pháp Tăng. Tại sao mình không bỏ những cái sự đời đó qua một bên, mà mình vô trong cửa đạo rồi mình vẫn còn hơn thua. Mình vẫn muốn cái này, thấy cái gì mình cũng muốn. Muốn ông thầy thương mình nhiều hơn, muốn huynh đệ để ý mình nhiều hơn, muốn huynh đệ hầu hạ mình, muốn huynh đệ kính trọng mình. Phải không? Mình cái gì mình cũng muốn. Nhưng mà thật ra những cái đó quý vị đã từng trải rồi. Những cái đó là bao nhiêu năm mình vì cái đó mà mình khổ. Mình ngày tối, cái lòng của mình, cái tâm mình không yên. Mình muốn cho nó thật nhiều tiền, mình muốn cho nó giàu sang, mình muốn ăn trên, muốn ngồi trước, mình muốn chức, muốn quyền, muốn địa vị trong xã hội. Nhưng mà bây giờ tóc điểm qua năm, ngày tháng trôi qua, những cái đó nó không có tồn tại. Cho nên mình quyết tâm, mình vô chùa, mình về điện, mình lại Phật, lại mẹ, lại cha. Vậy mà vô trong đó rồi, mình vẫn còn hơn thua. Lúc nào mình cũng muốn hơn thua, muốn tranh giành ngồi trước. Tôi nói ngày sau, ngày xưa mà tôi đi tu quý vị, có mười mấy tuổi á, mà vẫn đi tu mà vẫn có phát nguyện vậy. Sau này mà lớn lên á, con phát nguyện với ông Phật, sau này lớn lên mà con có được làm ông trụ trì chùa đó, con sẽ thiết kế cái chùa của con làm sao mà người giàu với người nghèo á, nó bằng nhau. Không có ai ngồi trước, không ai ngồi sau. Ngày xưa mà Nguyễn Nhẫn mới đi tu ở chùa Phổ Minh, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh đó quý vị. Cái chùa nó nhỏ lắm. Cái chùa bề ngang có 4 thước rưỡi à. Rồi để ông Phật rồi ở phía trước chánh điện nó còn có 5-6 thước à. Như vậy mỗi một lần cúng á, chừng 50 người Phật tử là nó chật kín. Mà quý vị biết ở thành phố mà, người giàu với người nghèo nó phân biệt rõ lắm. Người giàu người ta mặc đầm, mặc váy, áo dài, đeo vòng vàng ngọc sòn, nhìn cái tướng nó sang trọng, nước hoa thơm phức. Còn cái người nghèo mà đi bán vé số, đi lọc tỏi về cái mùi tỏi nó còn. Cái người đi cắt đầu cá về cái mùi cá nó còn. Thế cho nên cái người giàu người ta quỳ ở ngoài trước, sau lưng ông hòa thượng, sau lưng mấy thầy, người ta quỳ gần Phật, người ta lại Phật. Còn cái người nghèo mà đi cắt đầu cá đó, đi lọc tỏi đi bán vé số đó, người ta phải lại tuốt ở ngoài cổng ngoài á, chứ không có được bò vô bên trong. Thế cho nên á, quý vị về chùa Vĩnh Viên, sao quý vị thấy là
cái chánh điện của chùa có bốn ông Phật ở bốn mặt. Chùa nào người ta cũng có một mặt, một ông Phật là đủ. Người ta nói ông thầy Huệ Nhẫn á, bài vẽ làm chi, chánh điện một ông Phật Thích Ca là đủ rồi, tại sao phải làm tới bốn ông Phật ở bốn mặt, tốn tiền của bá tánh. Nhưng mà xin thưa quý vị, không phải như vậy. Cái đó là cái tâm nguyện của Huệ Nhẫn. Tại vì hồi nhỏ Huệ Nhẫn trước muốn đi tu, Huệ Nhẫn đã phát nguyện rồi. Huệ Nhẫn nói sau này mà con làm trụ trì được á, thì con cắt cái chùa làm sao á mà người giàu, người nghèo nó bằng nhau. Cho nên bốn mặt của Phật á, thì bây giờ mặt trước, mặt sau, mặt đông, tây, nam, bắc, bốn cái mặt bốn ông Phật giống nhau y khuôn đúc. Thì bây giờ người giàu, người nghèo gì cũng vô lại ông Phật gần nhau á, ở bốn mặt chia nhau mà quỳ. Còn nếu mà chùa có một mặt á, thì đại thí chủ thì không phải quỳ về trước, phải không? Các vị có chức có quyền quỳ về trước. Còn người nghèo, người tận cùng trong xã hội này, người ta quỳ tuốt ở quỳ sau. Cho nên cái chùa Minh Viên mình Huệ Nhẫn, đó là cái tâm nguyện và cái phát nguyện của cái thuở ban đầu mình đi tu. Thì ngày hôm nay Huệ Nhẫn được làm trụ trì, được cất cái ngôi chùa lên, là Huệ Nhẫn đã làm tròn cái ước nguyện đó. Cho nên về chùa Minh Viên, quý vị muốn quỳ ở đâu quý vị quỳ, quý vị muốn lại sát Phật cũng được, tuốt về sau cũng được. Phật thì không có phân biệt, nhưng mà chúng sinh phân biệt, nên mình phải tùy thuận theo chúng sinh. Làm thầy trụ trì là phải tùy thuận chúng sinh, bởi vì ông Phật ông dạy á, mình phục vụ chúng sinh là cúng dường chư Phật, phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật. Cho nên muốn tìm được ông Phật á, là phải làm đẹp lòng bá tánh, đẹp lòng Phật tử mới gần ông Phật được. Nếu mình còn coi thường Phật tử, mình khinh khi Phật tử, mình xa lánh Phật tử, thì tự động mình xa cách với ông Phật. Cho nên á, nhất mình là người con của mẹ nữa, mình muốn làm người con hiếu, người con thảo đối với mẹ, thì trước tiên mình phải hòa thuận với huynh đệ chị em của mình. Mình hiếu kính với thầy tổ của mình. Bây giờ trong cái đạo tràng của mình có 5-3 người mà mình chia ra 2-3 phe phái, mình còn giận hờn trách móc, xin lỗi quý vị đừng nên tu nữa. Mình còn giận hờn, mình hơn thua, mai mốt mình về với mẹ, không lẽ mình tự lộn hoài để cho mẹ xử. Bây giờ có 2-3 chị em mà còn giận hờn tự lộn với nhau, mặt lớn mặt nhỏ với nhau, mai mốt mình về Diêu Cung Điện, không lẽ mình chia ra người gốc, phải không? Không lẽ là tới giờ ăn người bưng tô đi kiếm gốc cây ngồi cũng đâu có được. Mình phải là cùng học cùng tu, phải không? Mình cùng học cùng tu, cùng hộ cùng chứng, rồi cùng nhau dắt tay đi về. Cho nên cái người mà lãnh đạo, tôi nói quý vị, cái người lãnh đạo mà nhân không hòa đó, mình đi dẹp cái điện trước đi, mình không nên để. Mình phải làm cho hòa thuận trước, phải thiên thời địa lợi nhân hòa là cái điều tốt. Ông trời ổng cho, đất ổng cho, mà người không cho thì trời đất bó tay. Mà ông trời ổng không cho, đất ổng cho, mà nhân nó hiền lành, nó đồng lòng, thì người ta nói là động lòng trời. Nếu mà người mình sống với nhau hòa thuận, một lòng quyết tâm, huynh đệ chị em mình một lòng quyết tâm, thì ông trời ông chịu thua, ông nói thôi tao chịu thua của bác, chấp nhận cho cái lời nguyện đó. Cho nên á, khuyên trong bá tánh, khuyên trong huynh đệ, khuyên trong Phật tử, muốn làm tiên làm Phật, muốn về với Phật, muốn về cha mẹ, trước tiên là phải hiếu kính thầy tổ, hiếu kính cha mẹ, huynh đệ chị em phải hòa thuận. Ở đời mình đã hơn thua rồi, bây giờ vô cửa đạo hơn thua làm gì nữa? Tại sao mình còn phải phân biệt cái người lớn, phân biệt kẻ nhỏ? Trong khi Phật nói ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành như ta. Mẹ dạy rồi,
tất cả đều là con của mẹ, cùng chung một huyết thống, nhất định rồi sẽ trở về một nhà. Muốn về với mẹ mà không thuận thảo chị em, muốn về với Phật mà không dẹp cái lòng sân si, ngã mạn tống cao. Tại sao mình, chị em mình đã thiếu phước, anh chị em mình đã thiếu cái nhân duyên, không gặp ở kiếp này, mỗi đứa phải lưu lạc một nơi. Mình có phước mình mới gặp được huynh đệ đồng tu. Tại sao mình không nắm chặt tay nhau, mình không chịu hòa nhã hòa thuận với nhau cùng tu, mà đứa này nói xấu đứa kia nó cơm đứa nọ nó xỏ đứa kia, thì làm sao? Phải không? Rồi cái mình trách mình nói sao con đi tu, con theo mẹ mấy chục năm nay con không được cái gì. Được cái gì? Được cái sân hận, được cái hận thù, được cái người ta tôn vinh một giây phút rồi người ta cũng đạp mình sau lưng. Phải không? Mình phải làm sao cho hòa thuận. Lại một cái đạo tràng nào mà thầy trò huynh đệ chung lòng với nhau, cái đạo tràng nó nghiêm mật thanh tịnh lắm. Cái đạo tràng đó điển mẹ phủ đầy đủ, bước vô một cái là thấy an lạc, bước vô một cái là thấy hạnh giải thoát. Còn mình tới cái đạo tràng nào mà thấy huynh đệ chị em nó cứ hơn thua giận hờn tranh giành, hả, giành chỗ ngồi, ai cũng muốn giành lại ông Phật ngồi, ai cũng muốn giành ngồi kế bên sư phụ của mình, ai cũng muốn hết, cái gì cũng muốn hết á. Ở ngoài đời mình muốn chưa đã hay sao mà vô đạo còn muốn nữa, phải không? Ở ngoài đời mình đã muốn nhiều rồi và mình cũng cảm nhận rằng mình thua rồi. Trong cuộc đời này mình không có hơn, mình chấp nhận mình thua rồi. Cho nên bây giờ mình về cái cửa đạo. Về cửa đạo là phải hết lòng vì đạo, vì mẹ, vì cha. Con chấp nhận bỏ hết, con bỏ hết cái công danh lợi lộc, con bỏ hết cái quyền tước thế gian, con bỏ luôn những cái giàu sang phú quý, con bỏ hết cái danh lợi bạc tiền, con về đây để con tìm con đường giải thoát, con tìm sự an vui, con tìm sự che chở, con tìm một cái sự hạnh phúc với cha mẹ. Mà muốn như vậy á, là huynh đệ chị em phải một lòng. Chị đi trước á, là phải có trách nhiệm dẫn dắt em theo sau. Rồi mai mốt em nó cứng á, nó lại dẫn dắt cái người đi sau nữa. Chứ bây giờ mình nghĩ mình đi trước mình biết, rồi mình dành mình ngồi trước, em nó quậy sao nó lủi thủi, rồi như vậy nó buồn nó bỏ đi, như vậy thì mình lại lạc mất đứa em nữa. Rồi phải đi kiếm sao? Phải đi kiếm, phải, mẹ nói mà, về là phải về hết. Bây giờ huynh đệ mình gặp nhau, mình không lo tu, mình không lo dắt nhau về, mình cứ lo giận hờn nói xấu với nhau hoài, hơn thua với nhau hoài, rồi nó buồn nó bỏ nó đi, nó không tu nữa, thì mai mốt mình phải đầu thai lên kiếp nữa. Mình phải đầu thai lên kiếp nữa, mình đi kiếp nó. Chừng nào mình dắt được nó về với mẹ, lúc đó mình mới được về. Phải không? Cho nên bây giờ mình phải dẹp. Chào Trịnh Tiền, chào Nguyễn Thọ, chào Phụng Tiên. Cho nên á, ngay từ bây giờ chúng ta phải biết rằng thời gian á, nó qua mau lắm, không có dừng lại. Tiền lời hàng tháng mình có thể xin được, nhưng mà thời gian tu tập không có xin được. Cực khổ của tháng ngày mình có thể dừng nghỉ được, nhưng cái thời gian tu tập là không có dừng được. Mà muốn tu tập được, muốn về với Phật, muốn về với cha mẹ, là mình phải quyết tâm mình tu. Mà tu sao? Mọi người hỏi thầy biểu con tu, mà tu sao? Mình phải sửa. Mình phải cảm thấy trong cái cuộc đời này cái những cái gì thiếu sót thì mình phải sửa, mình phải bồi đắp nó vô. Cái tánh của mình xấu thì mình tập, mình mở rộng cái lòng của mình ra. Mình còn hơn thua giận hờn thì mình khiêm cung hạ mình một xíu, mình sửa cho nó tròn. Mình làm được cái điều đó là mình tu cái gì nữa, phải không? Rồi từ từ mình học được cái hạnh nhân, hạnh của mình, học làm tròn của một con người rồi đó, bắt đầu mình mới tìm được cái đạo tiên, đạo thánh. Chứ bây giờ mình bay vô mình muốn làm Phật liền cũng đâu có được.
Mình bay vô cái mình làm cha làm mẹ liền, cũng đâu có được. Thời quân ba mạt pháp này á, nhiều người thích làm cha làm mẹ lắm. Nhưng quý vị ơi, ở ngoài đời quý vị thấy đó, cái người mà làm cha làm mẹ ở đời đó cực khổ lắm. Hồi mình còn nhỏ đó, cha mẹ mình nuôi, mình không có tốn tiền điện, mình không có tốn tiền nước, mình không có tốn tiền ăn, mình không có tốn tiền chợ, mẹ mình còn trách hờn cha mẹ. Hồi đó có cha mẹ mình lo mà mình không có biết. Đến khi mà mình á, được làm cha làm mẹ thì những cái khoản tiền đó mình phải lo. Lúc đó mình cực khổ không? Mình rất là cực khổ đó. Nhưng mà bây giờ đã ở ngoài đời mình làm cha mẹ một hai đứa con, mình đã cực khổ lắm rồi. Vậy mà mình bước vô cửa đạo, mình muốn làm cha mẹ. Dạ chào ông Đạo Tế. Lúc này làm ăn á, buôn bán khó khăn. Dạ cái này là kinh tế chung ông Đạo Tế ơi. Sau cái đại dịch Covid-19 này, con người ta đổi thay nhiều lắm. Cuộc sống nó càng càng khó khăn, vật chất nó leo thang, làm việc gì cũng khó. Nhưng mà ông Đạo Tế biết không, mình là người con Phật con mẹ, chắc chắn một vài tranh mình chịu khó rồi nó cũng sẽ qua. Mình nhìn lên á, mình không bằng ai, nhưng mà mình nhìn xuống á, rất là nhiều người thua mình. Cho nên mình bây giờ mình được phước, cái phước thứ nhất nè, qua cái đại dịch mình vẫn còn sống. Cái phước thứ hai, qua cái đại dịch mình vẫn còn khỏe. Qua cái đại dịch mình cũng còn gia đình, còn hạnh phúc, còn một chút gia tài. Đó là mình đại phước lắm rồi. Có những người qua cái đại dịch rồi tan nát, có những cái gia đình qua một trận đại dịch rồi tôi nói tầm tã, đau thương. Cho nên xin cha mẹ, mười phương chư Phật, cha mẹ nếu mà thật sự linh thiêng nghe lời cầu nguyện của con thì cầu nguyện cho ông Đạo Tế tên là Nguyễn Phát Cường được nhiều sức khỏe, được thuận lợi, được vinh hiển, thành công và vạn sự an lành. Tại vì ông Đạo Tế là Nguyễn Phát Cường này có một cái tâm rất là quý, mặc dù cuộc sống khó khăn nhưng mà cũng luôn luôn đồng hành với Huệ Nhẫn trên những cái chiến thiện nguyện, những cái lễ cúng dường, cũng như là làm những cái phước báo lớn. Nhất định mười phương chư Phật thầy tổ sẽ phù hộ độ trì cho anh, cũng như cha mẹ tam tòa thánh mẫu ở chùa Minh Viên này nếu thật sự linh hiển thì xin độ cho ông Đạo Tế Nguyễn Phát Cường này được sở nguyện tùy tâm. Rồi cầu nguyện cha mẹ thật sự linh hiển độ cho ông Đạo Tế này tai qua nạn khỏi, tật bệnh tái hấp tiêu trừ, không sao cả, rồi cũng được khỏe, được bình an. Nhất định Huệ Nhẫn tin về trên là như vậy. Hôm nay không có tụng kinh, tại vì là cái tiếng nó khang quá, yếu, thức dậy sớm, đi xa, rồi về làm việc nhiều, cho nên tụng kinh không nổi, chỉ nói chuyện sàm sàm, nhưng mà mọi người cũng nghe nhiều phải không ạ? Hồi nãy giờ rất là đông, mọi người cũng chịu nghe Huệ Nhẫn phải không ạ? Cho nên quý vị thấy không, bản thân Huệ Nhẫn cũng vậy. Nếu mà ở ngoài đời á, Huệ Nhẫn á, đáng tuổi con cháu của quý vị thôi, chứ đừng có nói tới ông chú. Mà nhờ cái sự mà Huệ Nhẫn biết được đạo sớm, ra đi vào cửa Phật sớm, rồi Huệ Nhẫn biết cha mẹ sớm, cho nên mọi người thương, người ta gọi là thầy Huệ Nhẫn. Cho nên được mọi người thương mà ngày nay Huệ Nhẫn cũng có được cái ngôi chùa lưu truyền cho thế hệ mai sau. Cái cơ sở chùa Minh Viên và các cơ sở khác Huệ Nhẫn tạo lập thì cũng được gọi là mãn nguyện.
Chào Phi Hồng. Chào Thu Thủy. À, khách Vi Phùng Lê, 10 ngày qua con xin cụ quyền cha mẹ ơn trên xá ô xá minh, xá lầm lỗi cho mẹ chồng con, không còn đau nhức lở lét thân thể. Con biết được ngày giờ để làm trọn phận dâu con. Quá tốt. Đó, cái người đời mà biết tu đó, như cô Khánh Viên, mặc dù ở ngoài đời còn lo rất là nhiều việc, nhưng mà cũng hiểu đạo, biết đạo, thì biết được cái nhân quả. Nhưng mà dẫu biết rằng á, ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc, nhưng mà bổn phận dâu con mà thấy mẹ bệnh đau đau khổ như vậy á, thì cũng tìm mọi cách để an ủi. Mẹ thầy khuyên là mỗi ngày cô Khánh Vi á, rót một chung nước trong hoặc là chai nước lọc để lên trên bàn Phật hay là bàn thờ gia tiên gì, hoặc là một vị thần linh nào trong nhà mình thờ, rồi thắp hương bái lại giải cúng, rồi lấy cái nước đó đó cho bà uống, hoặc là xối lên cái chỗ mà đau nhất đó đó, nó cũng giảm bớt một cái phần nào. Vì là mình có cái lòng tin, mình có lòng tin với Phật Pháp, mình lòng tin với một cái đấng thiêng liêng, mình cái đó mình có cái lòng tin nó cũng vơi bớt đi một cái phần nào cái nỗi đau hả. Dạ, cảm ơn ông Đạo Tế rất là nhiều. Hy vọng là trong bước đường sắp tới, ông Đạo Tế sẽ đồng hành với chùa Minh Viên nữa, đồng hành với Huệ Nhẫn. Chúc cho anh Nguyễn Phát Cường là được bình an, khỏe mạnh, cha thương, mẹ cũng che chở, để cho anh có sức khỏe, rồi anh cũng đồng hành với Huệ Nhẫn trong bước đường sắp tới. Dạ, Phi Hồng, thầy cũng chưa biết Phi Hồng là ai, sao thầy cho bài lại. Nhưng mà điều á, mọi người thương yêu Huệ Nhẫn, cũng chịu lắng nghe Huệ Nhẫn, thì cái điều đó Huệ Nhẫn cũng rất là vui, rất là phải nói rằng lấy làm cái niềm vinh hạnh trong bước đường tu nhân học Phật của mình. Giống như Huệ Nhẫn nói đó, ở ngoài đời á, thì Huệ Nhẫn sẽ gọi cô bác mình nhiều khi ông bà bằng tuổi cha mẹ, nhưng mà trong đạo là mọi người thương, tại vì Huệ Nhẫn là sớm rời gia đình để nương vào cửa Phật, thờ cha thờ mẹ, cho nên nhiều khi Huệ Nhẫn nói sàm sàm mọi người cũng lắng tai nghe, cũng hy vọng là mình có duyên à. Theo Huệ Nhẫn nghĩ là mình có duyên đó, mình có duyên ở nhiều đời nhiều kiếp, chứ không phải là mới đây đâu. Mình nhiều đời nhiều kiếp, cho nên mình mới gặp nhau ở trong cái kiếp này. Bây giờ mình gặp nhau là một cái đại nhân duyên. Vì sao? Vì ở nhiều đời nhiều kiếp, mình ở cùng một gia đình, mình con chung của một người mẹ, con chung của một người cha, mình là huynh đệ thâm tình. Cho nên bây giờ mình ở một cái lãnh vực nào, một cái cung trời nào, ở một cái nơi đâu, mình cũng thương yêu nhau, mình biết nghe lời với nhau. Đó là một cái sự nhân duyên, ở cái dây nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp mình gặp lại, chứ không phải là từ ở xa Thanh Tú, trên kiếm tường Long An, ở cái nơi mà xa đó, giáp tranh biên giới tổ quốc, mà tự nhiên cái có cô Tám Kiếm Tường, có một số Phật tử ở trên đó, cái thương Huệ Nhẫn, lễ cúng nào cũng tranh thủ về chùa, gần tới ngày cúng phải náo nức, nhịn ăn nhịn mặc, ở nhà sáng không dám ăn sáng tô phở cho ngon, mà để dành mua cái những cái món ngon để cho tủ lạnh sẵn, để chờ tới ngày cúng đem ra ngoài chùa nấu đãi cô bác để cúng Phật cúng mẹ. Cái đó là cái duyên. Mọi người ở xa, nhiều khi thăm thẳm tuốt ở dưới Cà Mau, tuốt ở miền Bắc, có những cô ở tuốt ở ngoài Đắk Lắk, Buôn Mê Thuột, phải đón xe đò đi vô trong này, vô trong chùa gặp thầy hai ngày cúng xong rồi lủi lủi đón xe đò lập lủi đi về. Đó là cái nhân duyên. Mình chung một nhà, mình chung một mẹ, mình chung một niềm tin
cho nên bây giờ mình gặp nhau mình thương. Giống như cô Tây đó, bây giờ ở nhà hàng ngày phải đi cắm hoa để mình cho bà con kiếm tiền, rồi là cuộc sống phu sinh rất là nhiều công việc phải làm. Vậy mà trong tới ngày cúng tới chùa phải bỏ hết, rồi đi vận động bà con, nói thẳng là đi xin từ cái chỗ này, từ chút, từ bó hoa, từ cái dĩa trái cây, rồi đem về chùa trang trí cho đẹp để cúng Phật cúng mẹ. Ở đây rất là nhiều người, rất nhiều người thương Huệ Nhẫn, thương chùa Minh Duyên. Cho nên á, tôi nói cái ân tình của quý vị, Huệ Nhẫn trân trọng lắm. Những gì mà Huệ Nhẫn làm được hôm nay là chỉ mong một phần nào đó báo đáp cái thịnh tình, cái ân nghĩa mà quý Phật tử đã dành. Huệ Nhẫn rời xa cha mẹ thì chắc chắn cái tình thương của gia đình nó ngày càng ngắn lại, ít lại. Mà Huệ Nhẫn được cái tình thương của bá tánh Phật tử cô bác xa gần nhiều, nhiều gấp trăm, gấp ngàn lần của cha mẹ. Cho nên đó là một cái động lực để người ta đi tu. Vì nếu mà đi tu mà cô đơn buồn tuổi, đi tu mà không yêu, chắc chắn không có ai mà muốn đi tu đâu, phải quý vị? Mình tu càng ngày càng tu nó càng trẻ ra, tu càng ngày nó càng đẹp ra, tu càng ngày nhiều người thương lên, tu nhiều chừng nào người ta quý mình chừng đó mới ta mới ham đi tu. Còn nếu mà đi tu mà người khác cứ xa lắm, sợ sệt với mình, người ta không có an thì làm sao ta đến mình? Bây giờ người ta đến chùa mình mà tâm người ta không an, người ta đến với cái điện của mình, cái đền thờ của nhà mình mà tâm người ta không an, xin lỗi người ta tới làm chi? Ta ở nhà với chồng con ta phải sướng hơn không? Đúng không? Người ta lo gia đình ta phải tốt hơn không? Bây giờ người ta đã bỏ công ăn việc làm, người ta tìm tới mình, tìm tới cái sự che chở, cái sự đồng cảm của mình để người ta vững tin trên con đường Phật Pháp, thì mình phải làm sao cho người ta an tâm, phải không ạ? Chứ bây giờ người ta bỏ công ăn việc làm, bỏ chồng con người ta tìm đến mình. Mình là một người hướng đạo sư mà mình không có đem tới cái sự mà chắc chắn cho người ta thì người ta sẽ từ từ xa lánh mình. Ở nhiều đời nhiều kiếp, huynh đệ Phật tử mình với Huệ Nhẫn là một gia đình, là âm, chị, cha, chú, cô, bác, dì, dưỡng gì đó. Bây giờ mình mới có cơ hội này mình gặp nhau. Mong là chúng ta phải cố gắng đoàn kết, nắm chặt tay nhau để cùng tu, cùng học, và nhất định là cùng trở về chốn cũ mới hay, mới đúng. Chứ còn bây giờ mà chúng ta dẫn đó, hờn đó, trách móc đó, hơn thua đó, phân chia đó, rồi mai mốt chúng ta phải đầu thai thêm kiếp nữa, rồi chúng ta lại tiếp tục đi tìm kiếm nhau, đi tìm kiếm nữa, chừng nào dắt hết về thì lúc đó mới lập một cái đời mới, phải không quý vị? Mình nếu mà những ai mà có cái sự giận hờn, hơn thua, ghen ghét, quý vị nghe đêm nay, rồi đêm nay quý vị khoan ngủ một chút, quý vị suy gẫm lại những lời nói của Huệ Nhẫn coi mọi người có thấm được miếng nào không, có hiểu được miếng nào không. Quý vị tưởng tượng phải suy nghĩ xa xôi về một chút, giữa quý vị và Huệ Nhẫn có cái dây thâm tình nào không, có nhận là bà con với nhau không, có biết là mình là dòng họ với nhau không. Quý vị hãy tự suy xét đi, quý vị tập suy xét như vậy. Quý vị ở quán tưởng ở nhiều cái đời, nhiều kiếp về trước luôn, mình phải có những cái phút giây nào. Người ta nói ở trong đạo Phật, cái nói là quý thầy nên phải ngồi thiền. Ngồi thiền để làm gì? Ngồi thiền nó phải ngồi để ngủ, mà không phải ngồi đó để là đếm cái số nợ mình thiếu bao nhiêu, không phải ngồi đó để lo ngày mai ăn cái gì, mà ngồi thiền là mình phải quán chiếu về ở một cái thế giới xa xôi. Mình quán tưởng về ở những cái đời kiếp khác, mình là ai, mình đến đây để làm gì, rồi mình đi đâu. Thì hôm nay quý vị tỉnh rảnh, mai mốt quý vị cũng ngồi thiền, nằm thiền cũng được, đi thiền cũng được, mà ngồi thiền cũng được. Quý vị suy nghĩ coi, giữa quý vị và Huệ Nhẫn
có cái sợi dây nào ràng buộc không? Có cái mối dây thâm tình nào không? Hay là quan gia trái chủ không? Nếu quan gia trái chủ thì xả, xóa bỏ, mình kết lành lại, mình làm bạn tốt, đừng có thù hận nữa. Rồi mình suy nghĩ trong cái đường tu học của mình á, mình còn cống cao ngã mạn không? Mình còn cái tôi mình lớn không? Mình còn hơn thua không? Mình còn giận hờn không? Những cái điều đó đó, mình tu đó, tu là những cái điều đó đó, những cái chuyện đó là cái chuyện mình nên tu đó. Bây giờ mình chưa bỏ giận bỏ hờn được là tu chưa được, còn hơn thua là tu chưa được, còn tranh cãi là tu chưa được, còn ham danh lợi là tu chưa được, phải không? Phải ráng tu là phải như vậy mới tu được. Hôm nay thì cũng vui vui, Huệ vẫn nói nhiều đó thôi nha. Chúng ta ngủ sớm đi, ngày mai ngày mốt gì đó khỏe khỏe nói tiếp. Mọi người suy nghĩ đi, mọi người suy nghĩ rồi á là mọi người suy nghĩ cho thật kỹ đi, rồi có gì nhắn tin cho Huệ Nhẫn, gọi điện cho Huệ Nhẫn, hoặc là ngày mai ngày mốt mình gặp nhau trong cái buổi trực tiếp thì chúng ta lại hỏi tiếp nha. Đến nay thầy không có tụng kinh nổi. Chúc mọi người có nhiều sức khỏe và luôn luôn an lạc trong cuộc sống này. Nhất định nha quý vị, chúng ta đồng học, đồng tu, đồng về với mẹ, với Phật, chắc chắn và chắc chắn như vậy. Giận hờn ghen ghét bỏ đi, công cao mà ngã mạn, sân si xin chờ con về với mẹ học tu, kiếm tìm mà huynh đệ ngày xưa lạc đàn, bây giờ quyên chí tu hiền, nối dây mà tương ái, kết tình đồng mà tu. Chừng nào em chỉ một nhà, chừng nào mà trên dưới thuận hòa mới vui, chừng ấy ba má vui lòng, sửa tâm mà sửa tâm đặng về con ơi. Mẹ thương trong đời đêm ngày, trong con mà của mẹ sớm ngồi tòa chưa, đừng nên hơn thiệt tránh đua, đừng nên mà chia cách, thâm tình để vinh, đừng như én nọ lìa đàn, gà con mà mất mẹ lạc đàn bơ vơ. Muốn về quê mẹ cắn xưa, nhớ câu mà bác ngay, thủy chung con hành, con là con mẹ yêu trì, nhớ nghe mau thức tỉnh, quay về nghe con, đừng nên giấc ngủ mê say, quên đi mà nói cũ, quê nhà mẹ mong.
trong nhà ta mà có mẹ ấm bồng con lớn. Rồi, chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và luôn luôn an lạc trong cuộc sống này. Chúng ta gặp lại buổi livestream sau nha. Bye bye.